Thưa quý vị, thời gian gần đây, ca sĩ Hoài Lâm, người được biết đến là con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh, học trò của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, gây chú ý khi quyết định trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng. Trước đây, nhờ sự chỉ dạy, ủng hộ và hỗ trợ của cha nuôi Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm đã có chỗ đứng nhất định trong showbiz, đặc biệt là sau khi giành giải quán quân cuộc thi Gương mặt thân quen mùa thứ hai. Đang được công chúng chú ý, Hoài Lâm đột ngột thay đổi hình ảnh, cạo chọc tóc, ăn vận lôi thôi, chơi bời, công khai người yêu, hứa hẹn hôn nhân, bùng sâu, bất chấp lời khuyên can của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và những người yêu mến mình. Sau một thời gian biến mất khỏi showbiz, Hoài Lâm đã quyết định trở lại. Với lần tái xuất này, Hoài Lâm có hình ảnh chỉn chu, trưởng thành, cùng chia sẻ đã đăng ký kết hôn và có với vợ hai con gái nhỏ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mới đây, nam ca sĩ gây hoang mang khi viết một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân để gửi lời xin lỗi với bà xã về những lỗi lầm trong quá khứ. Dòng trạng thái được chỉnh sửa đến 26 lần. Cụ thể, Hoài Lâm nghẹn ngào bày tỏ: "Thời gian gần đây, tôi không thể hiện được gì ngoài làm cho người yêu tôi, vợ mình cảm thấy hổ thẹn. Chỉ vì chút danh lợi thêm và tiếng tăm mà tôi đã trở thành ra một người không ra gì, gây ô nhục cho cả dòng họ, cả những người đã từng yêu thương mình. Ham chơi và đổi mới, thay vì đi làm thì tôi lại tìm kiếm những thứ khác ba hoa và bay bướm. Thật sự xin lỗi em." Không ít người hoang mang không biết liệu gia đình nhỏ Hoài Lâm sắp có biến gì không. Kèm theo bài viết là những hình ảnh được chụp trong hậu trường, khoảnh khắc bà xã ở bên chăm sóc động viên nam ca sĩ trước những show diễn mới đây. Dưới dòng trạng thái này, vợ Hoài Lâm và nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ đã để lại những lời động viên chúc nam ca sĩ trở lại showbiz thành công. Thời gian gần đây, vợ của Hoài Lâm cũng ẩn ý chia sẻ về câu chuyện nam ca sĩ đỉnh đám quốc tế Justin Bieber để nói về những áp lực tương tự mà Hoài Lâm phải chịu đựng vì sự nổi tiếng đến quá sớm. Sau tất cả, phần lớn khán giả đều dành sự cảm thông và động viên khi nam ca sĩ quyết định trở lại. Trước đây, sau khi Hoài Lâm có những thay đổi chóng mặt, nghệ sĩ Hoài Linh đã không còn nhắc đến người con nuôi này nữa. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì chán nản nói rằng mình đã cạn lời với Hoài Lâm. Với lần trở lại lần này của Hoài Lâm, không biết rằng thái độ của hai đại gia quyền lực nhất nhì showbiz hiện nay sẽ như thế nào. Quý vị nghĩ sao về Hoài Lâm? Hãy để lại bình luận phía dưới video. Xin cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.